Sự trì hoãn. Chúng ta lớn lên, chúng ta quá quen thuộc với cái câu nói là không có hứng để mà làm một cái điều gì đó. Chúng ta nghe nhiều quá, thành ra là dần dần nó hình thành nên một cái kết luận mặc định, đó là phải có hứng thì mới làm được một cái điều gì đó. Cho nên thành ra chúng ta cũng không làm từ khi là chúng ta có hứng. Và đây là một cái hiểu lầm rất là tai hại mà rất là nhiều người không có nhận ra. Bởi vì thật ra thì cái sự hứng thú, cái động lực nó chỉ đến sau khi mà chúng ta bắt tay vào làm một cái gì đó, chứ nó không có đến trước như là chúng ta vẫn nghĩ. Do đó nên nếu mà chúng ta cứ ngồi chờ động lực nó xuất hiện rồi mới làm thì chúng ta sẽ mãi mãi không làm được cái việc gì hết. Đây là một cái sự thật vô cùng quan trọng. Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Cúp điện, xe hư, trễ giờ, bỏ lỡ nhau. Đừng phàn nàn, cũng đừng cầu giận. Mọi thứ trên thế gian này đều đã được định sẵn. Được chưa chắc là phúc, mất chưa chắc là họa. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Khi còn đi học thì mọi người rất hay so đo điểm số của mình với điểm số của bạn khác, so đo thành tích của bạn này với bạn kia. Có một sư thầy lớn tuổi từng nói rằng là khi mà nhìn xuống thì sẽ có rất nhiều người ở dưới mình, khi mà ngước lên thì cũng có rất nhiều người ở trên mình. Ở ngoài thế gian kia thì có vô vàn những người mà điểm số cao hơn chúng ta, và cũng có hàng hà sa số những cái người mà có điều kiện sống tốt hơn chúng ta. Nếu như mà chúng ta cứ so đo hạnh phúc của người khác với chính bản thân mình thì chúng ta sẽ không thể nào có được hạnh phúc, kể cả đến lúc mà các bạn lìa đời. Hãy nhớ như in trong đầu rằng là các bạn càng ít bận tâm đến người khác thì chỉ số hạnh phúc của các bạn càng tăng. Chạm được nó rồi, mình tin rằng bạn có thể làm được và hơn thế nữa. Bởi vì vũ trụ này không điều gì là không thể. Chúng ta phải chấp nhận rằng có những kỳ vọng sẽ không thành, và vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không lường trước được, vậy nên cố gắng là thứ duy nhất chúng ta có thể làm. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành quân bài trong tay người khác, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ ít thì chúng ta đã làm rồi. Chỉ tiếc là mình đã không làm thôi, còn làm rồi mà không được thì mình buồn, chứ mình không cần tiếc nữa.